Vợ Lê Dương Bảo Lâm bênh vực chồng, việc mình làm chỉ cần trời cao thấu hiểu. Hai vợ chồng nam diễn viên từ đầu muốn giữ im lặng, nhưng có lẽ sự việc đang bị đẩy đi theo hướng trái chiều. Chính vợ Lê Dương Bảo Lâm là người chuẩn bị các phần cơm từ thiện và đi phát thường xuyên, nhưng không ngờ đến hôm nay lại gặp phải sự việc đáng tiếc. Hai ngày qua, sự việc Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bị kẻ xấu hành hung giữa đường phố tại trước bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh khi đang phát cơm từ thiện cùng vợ đã xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Theo đó, rất nhiều luồng ý kiến trái chiều xuất hiện. Có người bênh vực và lên tiếng khi thấy nghệ sĩ quá tội nghiệp và cần được bảo vệ. Bên cạnh đó, đông đảo bình luận cho rằng anh đang diễn cảnh để PR bản thân. Thậm chí có một số nguồn tin được cho rằng lấy từ nhân chứng trước bệnh viện khẳng định đây chỉ là chiêu trò gây sự chú ý. Đứng trước ồn ào, nam diễn viên Hà đã chính thức lên tiếng, anh cho hay mình bị đánh là sự thật và hoảng loạn ngay thời điểm ấy. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, khi tôi im lặng một số người bảo tôi sợ, tôi giận chuyện ABC, thậm chí họ vào thẳng Facebook nói tôi đủ điều, cảm giác thật sự quá khủng khiếp, xin gửi những bạn anti-fan, ai cũng có gia đình lòng tự trọng riêng, Lâm không dại dột đem lòng tự trọng của mình ra để dàn cảnh, để được quan tâm như các bạn nghĩ. Còn khi các bạn cố tình đẩy mọi chuyện theo hướng mình nhằm hả hê thì xin phép cho Lâm không bàn tới. Thực sự tôi rất sốc khi thấy thông tin người gần đó khẳng định đang diện để quay clip. Chẳng ai rồ dại dàn cảnh đánh đập khi vợ con, mẹ của mình ở đó cả. Mới đây nhất, vợ Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ lại nội dung đính chính của chồng và bộc bạch. Việc mình làm chỉ cần trời cao thấu hiểu, đã ghét giải thích cả vạn lần cũng chẳng ưa. Ngay lúc sự việc diễn ra, bà xã anh từ chối trả lời những vấn đề liên quan. Có lẽ chị Quỳnh Anh cũng muốn mọi thứ được êm xuôi, nhưng nào ngờ cả hai im lặng, thì sự việc lại chuyển theo hướng tiêu cực. Vợ anh là người đã đi chợ mua các nguyên liệu về làm ra những phần cơm mang đến phát cho người nghèo đang phải chữa bệnh. Vợ chồng Thánh livestream lên tiếng vì muốn khép lại ồn ào. Từ trên tâm thư của anh hay cả lúc chị trò chuyện bán hàng thì họ đều khẳng định mặc kệ ai nghĩ gì, hành xử ra sao, cả hai chỉ muốn làm ăn chăm lo cho gia đình nhỏ và có thêm điều kiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống ít ai ngờ của Hoài Linh sau khi xây xong nhà thầu tổ 100 tỷ đồng. Nếu như trước đây Hoài Linh chạy xô miệt mài, phủ sóng các game show thì nay cuộc sống nam danh hài đã khác. Sáng 11 tháng 9, 2016, nghệ sĩ Hoài Linh xúc động cùng các anh em nghệ sĩ khánh thành nhà thầu tổ tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là niềm tâm huyết của nam danh hài trong nhiều năm. Hoài Linh đã lao tâm khổ tứ để dùng tiền dùng sức xây dựng nhà thờ tổ. Nam danh hài bỏ ra cả số tiền 100 tỷ đồng để hoàn thành công trình kiến trúc này. Sau 3 năm từ ngày công trình nhà thờ tổ chức mở cửa, nghệ sĩ Hoài Linh có nhiều thời gian nghỉ ngơi, anh không tham gia quá nhiều show truyền hình, show diễn như trước đây. Nam danh hài từng chia sẻ hết show, hết những ngày cặm cụi đi làm trong mùa Tết, đến lúc mình tự thưởng cho mình một chuyến du xuân cũng được chứ nhỉ. Bây giờ chọn địa điểm thích hợp xem nào, suy nghĩ, à đi tưới cây, làm cỏ là thích hợp nhất. Là một người yêu cây cảnh và có sở thích làm vườn, nghệ sĩ Hoài Linh thích dành thời gian rảnh rỗi trong ngày để chăm cây cối. Danh hài luôn rất giản dị, nhất là mỗi dịp được về với quê hương. Hoài Linh thích được trở về với không gian xanh mát của những vườn trái cây. Nam danh hài từng bộc bạch, tôi không ham xe sang, hộp xoàn, tiền tỷ hay quần áo nghìn đô, cuộc sống của tôi rất đơn giản, ăn cơm với cá khô. Có những ngày sức khỏe yếu, nghệ sĩ nằm ở nhà cũng tự chữa cơn ho bằng liệu pháp dân gian, đồ đạc quanh giường cũng rất giản tiện. Không xa hoa, dù Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ hài có giá cachê cao vào hàng top, niềm yêu thích cây vườn luôn thể hiện rõ trong cuộc sống của nghệ sĩ. Dịp Tết, nam danh hài luôn khoe ảnh chụp những cây mai với hoa nở vàng rực. Vì không hay tham gia nhiều showbiz như trước, Hoài Linh cũng chọn lựa những sự kiện show nào có ý nghĩa nhân văn. Tối 6 tháng 6, Hoài Linh xuất hiện tại buổi giới thiệu phim ngắn Ghe Bẹo Bẹo Ai của cháu nuôi Võ Đăng Khoa. Đây là dịp hiếm hoi anh tham gia sự kiện. Vẫn với bộ đồ bà ba, Hoài Linh gắn bó với phong cách nông dân, dù đó là thảm đỏ. Chính cách sắp giản dị của Hoài Linh khiến anh trở thành người nghệ sĩ đặc biệt hơn cả trong showbiz, được các đồng nghiệp và thế hệ sau kính trọng. Khi nhà thờ tổ nghề đã hoàn thiện, nam danh hài mới dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, anh bắt đầu không ngại công khai về cuộc sống riêng, về cậu con trai ruột bên Mỹ. Những lần sang Mỹ, Hoài Linh dành thời gian thăm con trai đang là kỹ sư của hãng American Airlines. Nhân dịp đó anh cũng đi du lịch đây đó ngắm cảnh thiên nhiên. Tháng 4 năm ngoái, danh hài đi du lịch Nhật Bản và chụp hình lưu niệm. Bên cạnh đó, khán giả có thể thấy một Hoài Linh cũng rất hâm mộ bóng đá mỗi khi tuyển Việt Nam tạo được kỳ tích. Tháng 12 năm ngoái, danh hài cùng loạt sau việc thân thiết đón tuổi 49 tại nhà thờ tổ nghề. Luôn chăm lo tới nhà thờ tổ nghề sân khấu, Hoài Linh tự tay nhặt cỏ và quét rác.
Ba nam thần hát tuổi Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng hội ngộ trong một khung hình, fan choáng váng vì quá trẻ so với U50. Ba thần tượng một thời của thế hệ 8X và 9X đời đầu cùng hội ngộ trong một show diễn tại Mỹ. Cả ba vẫn trẻ trung, phong độ, đúng tim khán giả, dù họ đã bước vào độ tuổi U50. Mới đây, trên trang cá nhân, anh hai Lam Trường bất ngờ đăng tải một bức hình chụp chung với ca sĩ Đan Trường, Quang Dũng khi cả ba có dịp hội ngộ trong một show diễn tại Mỹ. Show diễn này còn có sự tham gia của ca sĩ Hương Tràm. Bức hình mà Lam Trường chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Ai nấy đều phải thốt lên vì sự trẻ trung, điển trai, phong độ của cả ba giọng ca đình đám, dù họ đã bước vào độ tuổi U50. Đẹp trai quá, hay anh Trường vẫn phong độ quá ạ? Trời ơi, mấy anh ai cũng trẻ. Ôi lại nhớ một thời vì đó là em, gót hồng tình cúc vàng. Nhìn thế này mà bảo các anh U50 thì có ai tin? Nhận được những lời khen của khán giả, anh hai Lam Trường hài hước đáp, tụi anh cứng đầu lắm, nhất định không chịu già đi. Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng là thần tượng một thời của thế hệ 8X, 9X. Họ từng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nhờ những ca khúc hit đình đám. Cho đến hiện tại, khi làng nhạc Việt xuất hiện thêm nhiều giọng ca trẻ, thì khán giả cũng vẫn dành cho Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng những tình cảm đặc biệt. Cả ba ngôi sao đình đám một thời hiện cũng hoạt động chủ yếu ở thị trường hải ngoại. Bên cạnh việc vẫn duy trì được giọng hát và giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, cả ba còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì trong họ luôn trẻ trung, phong độ, như thể thời gian đã quên mất họ. Nhìn vào bức ảnh mới nhất, nhiều người không thể tin Lam Trường hiện đã 44, Quang Dũng 43 và Đan Trường 42. Sau việc bênh vực hết lời, cư dân mạng lại vạch trần điều bất hợp lý và nêu thẳng lý do Lê Dương Bảo Lâm bị đánh. Nhiều cư dân mạng cho biết bản thân sống ở khu vực bệnh viện ung bướu và không có chuyện Lê Dương Bảo Lâm bị đánh vì phát cơm từ thiện. Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm đang là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất sau sự việc bị đánh khi phát cơm từ thiện ở bệnh viện. Nhiều người đặt câu hỏi rằng vì sao Lê Dương Bảo Lâm không chống trả khi bị những thanh niên lạ mặt đuổi đánh. Thêm đó, thông tin từ những người có mặt tại hiện trường lại chỉ ra rằng Lê Dương Bảo Lâm chỉ đang dựng cảnh hồng đánh bóng tên tuổi của mình. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức lên tiếng về sự việc. Nhiều cư dân mạng sinh sống tại bệnh viện ung bướu cho biết không bao giờ có chuyện người phát cơm từ thiện bị đánh tại khu vực này. Một số khác lại cho rằng Lê Dương Bảo Lâm bị đánh vì bị ác cảm từ những scandal trước. Nhà tôi gần khu bệnh viện ung bướu, sát bệnh viện ung bướu là bệnh viện gia đình Nguyễn Văn Học, có mấy cái bệnh viện sát nhau nên lượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất đông. Dù có cho cơm từ thiện cũng không ảnh hưởng gì đến các quán cơm cả, nên chẳng ai gây sự với người cho cơm từ thiện. Sớm tôi nhiều người mang cơm lên cho rồi nè, có ai bị đánh đâu. Và đó giờ chưa nghe chuyện cho cơm từ thiện tại ông bố bị đánh bao giờ. Có ông này là bị đánh à, hay là do ăn ở. Nói chứ dù câu view, câu like gì đó, nhưng mang cơm đến giúp đỡ các bệnh nhân và người nuôi bệnh là tốt. Nhưng đừng gieo tiếng ác cho mấy chủ tiệm cơm xung quanh giùm một cái. Lâm nói đúng mà, mọi người đừng chửi Lâm nữa, không biết người ta nói cho biết rồi còn chửi bới là sao. Nhiều người đã từng bị đánh khi bị phát cơm từ thiện là có thật, nhưng mà riêng mặt Lâm thì không có đâu. Đứng ngoài đường thôi cũng bị chúng đánh, chứ không cần phải phát cơm. Nhà em đối diện chỗ Lâm phát cơm từ thiện, ở khu này hơn mấy chục năm làm gì có chuyện phát cơm bị đánh. Là bị người ta ghét, người ta đánh không liên quan chuyện phát cơm, dựng chuyện để quay clip và kiếm view. Từng ở đấy gần 3 năm, ngày nào đi học cũng lượn qua hai vòng trúng giờ cơm trưa và tối thấy người ta phát cơm từ thiện rần rần. Có hôm vài ba đoàn tới phát có ai kiếm chuyện hay đánh đập cảnh cáo gì đâu. Thậm chí mấy quán cơm ở đấy người ta còn cho đoàn phát cơm từ thiện mượn bàn ghế để tiện phát cơm. Thấy cực quá còn mang nước cho uống, rồi vô phụ cho lẹ nữa kìa. Tuy nhiên, cư dân mạng đã tỏ ra không mấy tin tưởng lời trần tình của Lê Dương Bảo Lâm. Một số sinh sống đối diện khu vực bệnh viện ung bướu cho biết không bao giờ có chuyện phát cơm từ thiện bị đánh vì không hàng ngày có rất nhiều tổ chức cá nhân phát cơm ở đây. Các quán cơm gần đó cũng đều làm ăn lương thiện. Một số khác lại cho rằng Lê Dương Bảo Lâm bị đánh vì bị ghét chứ không phải vì phát cơm từ thiện. Khi đó các sao Việt lại ra sức bênh vực Khải Như, chị thương em. Hồ Bích Trâm, cố lên anh nhé. Đỗ Nhật Hà, em vừa đọc được tin tức những việc anh chị làm đều xuất phát từ tâm, cố lên anh nhé. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, cố lên anh, em luôn tin anh mạnh mẽ và tử tế. Phan Minh Tuyền, không gì phải lăng tăng, mình tự hiểu mình em mà, ủng hộ em. Quang Trung, em mong anh luôn mạnh mẽ và gia đình luôn bình an. Đăng Khoa, tối nay đọc cái này em mới hiểu. Anh giữ sức khỏe anh ơi, cứ làm gì mình thấy đúng nha anh, thương. Gia Huy, anh Lâm, cố lên, mạnh mẽ lên, cứ vui vẻ nha anh.
Đức Tiến, thương em và gia đình nhỏ, cố gắng lên em nhé. Tìm cách khác phát cơm, người nghèo khó cần cơm mỗi ngày, đừng bận tâm những người khác. Miku Lan Trinh, thương anh Lâm và gia đình quá, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, còn những điều tiêu cực xấu xa hãy tránh xa ra. Trước phản ứng tiêu cực của cư dân mạng, các sao Việt là đồng nghiệp của nam nghệ sĩ hài này lại tỏ ra bênh vực và động viên hết lời, mong anh vượt qua tâm bão. Không nhận sụt cân đến hớp cả má, tim còn nuôi rau khiến con trai lạ lẫm nhận không ra. Tim ngày càng khác lạ khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho hình ảnh chàng soái ca năm nào. Tim được biết đến là một ca sĩ có ngoại hình chuẩn soái ca, giọng hát ngọt ngào, với các ca khúc từng đình đám một thời như Một Vòng Trái Đất, Căn Phòng Băng hay Món Quà Vô Giá. Anh từng là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ khoảng thời gian 10 năm trước đây. Tuy nhiên thời gian gần đây sau lùm xùm ly hôn với nữ ca sĩ diễn viên Trương Quỳnh Anh, Tim đã liên tiếp khiến khán giả phải sốc khi không thể nhận ra chàng trai năm nào. Từ 85kg, anh đã nhanh chóng sụt giảm 18kg khiến gương mặt hốc hác, hai gò má hớp lại. Không ít cư dân mạng để lại lời khuyên, mong anh chăm sóc tốt bản thân để sớm tăng cân, lấy lại phong độ. Không những thế, những ngày vừa qua sau khi sang Mỹ lưu diễn, Tim lại gây bất ngờ, xuất hiện với hình ảnh để râu khác lạ. Nam ca sĩ Món Quà Vô Giá nhìn dừ hơn hẳn. Sau khi trở về Việt Nam, con trai của anh bé Sushi còn tỏ ra lạ lẫm không nhận ra chính ba của mình, thậm chí bé còn không cho ba được hôn. Chia sẻ về điều này trên trang cá nhân, Tim viết: sáng nay ngủ dậy đã cạo sạch râu để ngày mai bắt đầu quay chương trình mới, úp cái clip đang ngồi đợi quá cảnh bên Bắc Kinh để nhớ về mấy ngày bên Mỹ không cạo râu và phóng khoáng lãng mạn. Về tới Việt Nam, thằng con không nhận ra, tưởng bên Trung Đông qua bán tinh dầu. Hôn nó cũng không cho, hỏi ý kiến có nên cạo râu không. Thì 10 người, hết 11 người kêu cạo, ok thì cạo. Nhưng mai mốt ra đảo hoang hay lên núi ở, tôi sẽ để râu lại. Còn giờ mấy người coi đi, mai mốt không có để râu để quay vậy nữa đâu. Nuôi râu khác lạ, Tim khiến con trai cũng không nhận ra mình. Người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối và nhớ nhung hình ảnh chàng soái ca một thời.